Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một team mới, team Đặng Thị Thanh Thủy sẽ giới thiệu với các anh chị về phần chính sách và chế độ của Lưu Star. Thủy đã sẵn sàng chưa Thủy ơi? Sàng Rồi, bắt đầu nha. ạ. Xin chào tất cả các anh chị. Xin Xin chào. chào. Xin chào. Và chào mừng các anh chị đến với buổi tọa đàm về nghề nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm nhân thọ Cát Thay Việt Nam tại văn phòng Hoàng Mai. Em xin tự giới thiệu, em là Đặng Thị Thanh Thủy, em là tiêu em của văn phòng Hà Nội 7 ạ. Vâng ạ, vậy thì qua clip giới thiệu với công ty và thị trường bảo hiểm vừa rồi thì chắc hẳn các anh chị cũng đã phần nào mong muốn được biết về những chính sách và vị trí tuyển dụng bên công ty em, phải không ạ? Vâng ạ, để anh chị không phải nóng ruột hơn nữa thì em xin phép được chia sẻ vị trí quản lý tiềm năng của công ty Cát Thay ạ. Vậy thì làm thế nào để ứng tuyển vào vị trí New Star, vị trí quản lý tiềm năng của công ty ạ? Dạ vâng ạ, anh Hiếu giúp em với nhá. Ok. Vâng ạ, điều kiện để ứng tuyển rất là đơn giản ạ. Các anh chị chỉ cần từ 27 tuổi trở lên, tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm làm việc 5 năm trong tất cả các ngành nghề, thi đỗ chứng chỉ đại lý của Bộ Tài chính và thông qua vòng phỏng vấn quyết định của văn phòng thôi ạ. Lý do công ty yêu cầu các anh chị ứng tuyển vào vị trí quản lý tiềm năng này lại cần phải đủ từ 27 tuổi trở lên và có bằng đại học gì, các anh chị có biết không ạ? Dạ vâng ạ, công ty mong muốn là chọn lọc ngay từ đầu những anh chị ưu tú nhất để có thể đào tạo ra những nhà quản lý cao cấp nhất, có chất lượng cao nhất để dẫn dắt đội ngũ của công ty, phát triển của công ty ạ. Dạ vâng ạ, đối với những cái yêu cầu đơn giản này thì các anh chị cảm thấy mình đã phù hợp với vị trí này chưa ạ? Rồi, tiếp tục ạ. Em xin chia sẻ về phần tiếp theo ạ. Sau khi mà thi đỗ chứng chỉ đại lý bảo hiểm thì các anh chị sẽ có thời gian đào tạo là 2 năm. Anh Hiếu chuyển slide em với ạ. Vâng ạ, các anh chị sẽ có đào tạo là 2 năm. Trong 2 năm này thì công ty cũng đảm bảo cho anh chị được yên tâm học hành, trau dồi các kỹ năng tư vấn, kỹ năng tuyển dụng, cách xây dựng đội nhóm và nâng cao cái năng lực lãnh đạo của mình bằng cách là hỗ trợ tài chính cao cho anh chị trong suốt 2 năm đó. Phần hỗ trợ về tài chính này thì cũng giống như lương của các anh chị thôi. Phần lương cứng của mình thì cho chúng ta có động lực đến văn phòng mỗi ngày, cùng công ty và các anh chị trong văn phòng làm việc, tham gia các khóa học đào tạo đầy đủ và chuyên cần đầy đủ ạ. Và trong suốt 2 năm các anh chị đào tạo kỹ năng cần thiết cho mình, các anh chị có thể có các kỹ năng tư vấn, kỹ năng tư vấn để các anh chị có thêm kiến thức để đi giúp đỡ được nhiều gia đình hơn, kỹ năng tuyển dụng để mang lại cơ hội việc làm cho nhiều người hơn. Khi chúng ta đã tuyển dụng thành công rồi thì chúng ta có đội nhóm, và khi đó thì Cát Thay lại đào tạo các anh chị có những cái kỹ năng quản lý đội nhóm và từ đó từng bước nâng cao lên năng lực quản lý lãnh đạo của các anh chị ạ. Trong suốt thời gian đào tạo 2 năm đó thì công ty sẽ cung cấp cho anh chị một hệ thống đào tạo hoàn chỉnh và chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí. Mục tiêu của anh chị sau 2 năm là trở thành quản lý ạ. Vâng ạ. Đối với kết cấu lương thưởng của vị trí NS, vị trí quản lý tiềm năng này thì các anh chị sẽ được nhận từ hai nguồn ạ. Thứ nhất là lợi ích từ bán hàng, thứ hai là lợi ích từ phát triển tổ chức ạ. Để trở thành một quản lý giỏi thì trước hết là các anh chị cũng phải biết là làm sao để bán hàng. Vậy thì công ty cũng đào tạo cho anh chị trở thành một người tư vấn viên tài năng trước khi mà các anh chị lãnh đạo một đội nhóm của mình, đúng không ạ? Vâng ạ, lợi ích từ bán hàng sẽ bao gồm hỗ trợ tài chính. Trong suốt 2 năm thì anh chị có hỗ trợ tài chính rất là cao. Bên cạnh đó thì hoa hồng doanh số các anh chị cũng sẽ được bổ sung vào cái phần mà lợi ích bán hàng này. Bên cạnh đó thì là khi mà các anh chị là kinh doanh tốt, các anh chị được thưởng trợ cấp vượt thành tích ạ. Phần thứ hai là anh chị có thể được nhận lợi ích từ việc phát triển tổ chức cho công ty. Thì như các anh chị thấy trong ngày hôm nay thì việc mà các anh chị mời ứng viên đến đây, các chị được anh chị tuyển dụng người của mình, khi tuyển dụng thành công thì các anh chị sẽ có phần thưởng tuyển dụng. Công ty sẽ cảm ơn các anh chị,
đã giới thiệu cho công ty những quản lý tiềm năng chất lượng cao. Bên cạnh đó thì khi mà anh chị có nhân viên rồi, anh chị có đội ngũ, đội nhóm rồi, thì các anh chị phát triển tổ chức. Khi đó các anh chị sẽ có thêm phần thưởng phát triển tổ chức và phần thưởng đào tạo luôn ạ. Và kết cấu lương vô cùng bền vững và cao trong suốt 2 năm sẽ giúp cho anh chị sẽ có một cái nguồn động lực để các anh chị đến công ty làm việc. Rồi ạ, sau đây em chị sẽ show thử một bảng lương của Moness trong tháng làm việc đầu tiên ạ. Anh Hiếu ơi, em với ạ. Dạ vâng ạ, anh phát cái phần này cho em ạ. Đó, đây ạ. Tháng đầu tiên hoàn thành 100% chỉ tiêu thôi, thì các anh chị cũng sẽ được nhận cái gì? Công ty em thì có chỉ tiêu đối với NS trong tháng đầu tiên là 8 triệu đồng. Em chỉ tính đơn giản là hoa hồng của anh chị sẽ tính mức phí là thấp, trung bình sẽ khoảng là 30% thôi, không phải đến 40%, như một số sản phẩm thì sẽ đến 40% ạ. Thì em sẽ chỉ minh họa ở đây là 30% thôi. Đối với chỉ tiêu 8 triệu các anh chị mang về công ty, các anh chị sẽ nhận được gì ạ? Thứ nhất là hỗ trợ tài chính. Các anh chị sẽ có 10 triệu 750 nghìn là phần hỗ trợ tài chính cứng. Công ty sẽ gửi cho anh chị khi anh chị hoàn thành chỉ tiêu. Chuyên cần 500 nghìn. Hoa hồng doanh số là 2 triệu 400 nghìn. Khi mà các anh chị đạt 100% chỉ tiêu thì các anh chị được thưởng 500 nghìn. Thưởng huấn luyện 1 triệu đồng. Vậy thì khi mà các anh chị tham gia vào khóa huấn luyện ban ngày của công ty, các anh chị sẽ được trả 1 triệu đồng. Phần này thì đối với những công ty khác thì thường thường sẽ không có. Các anh chị đi học, đi đào tạo ở những cơ sở khác, chắc chắn các anh chị phải trả tiền. Tuy nhiên, ở Cát Thay thì các anh chị không những không mất gì mà các anh chị được thêm 1 triệu đồng ạ. Anh chị có thấy tuyệt vời không ạ? Đúng ạ? Tổng cộng thì lương trung bình một tháng, tháng lương đầu tiên của anh chị có thể rơi vào 15 triệu 150 nghìn. Và số lương này chưa bao gồm những cái lương mà thưởng tuyển dụng, thưởng đào tạo và thưởng phát triển tổ chức anh chị ạ. Cái này em chỉ nói về lương cơ bản của anh chị khi mà các anh chị hoàn thành 100% chỉ tiêu thôi ạ. Anh chị có thấy là mức lương này khá hấp dẫn không ạ? Dạ vâng ạ. Em xin xuống tiếp theo ạ. Sau đây là cái bảng lương của một anh ở trong văn phòng em của tổ tháng đầu tiên, tháng lương đầu tiên ạ. Vâng ạ. Các anh chị có nhìn thấy rõ không ạ? Vâng. Ngoài cái việc mà anh chị đã được nhận là một hỗ trợ tài chính cao là 10 triệu 750, thì anh chị có thể nhìn hoa hồng năm nhất của NS này ạ. NS thì chỉ làm 8 triệu thôi, nhưng mà sản phẩm của NS bán thì được hỗ trợ là 40% hoa hồng đấy ạ. Thì lương của anh chị có thể cao hơn. Và cái mức tối thiểu như em vừa show ra ấy là 15 triệu 100 đấy ạ. Rồi cho em xin slide tiếp theo ạ. Rồi, khi các anh chị gắn bó với công ty lâu dài, các anh chị thăng tiến lên thì anh chị sẽ có thêm những cái phúc lợi của công ty rất là tốt. Ví dụ như là bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chế độ thai sản, hay là hỗ trợ chi phí điện thoại, chi phí gửi xe ạ. Rồi ạ. Đến với Cát Thay thì các anh chị không chỉ là có cái phần thu nhập tốt, các anh chị không chỉ có đội nhóm, mà bên cạnh đó thì các anh chị cũng sẽ được tham gia những cái hoạt động rất là bổ ích của công ty ạ. Trên đây thì em có show thêm một vài cái hoạt động như là lễ hoạt động em vẽ ước mơ của em hàng năm thì công ty Cát Thay có tổ chức để đến với các trường và cho các em thiếu nhi làm vẽ về ước mơ của mình. Bên cạnh đó thì cũng là một cái cách để mở rộng nguồn khách hàng cho anh chị đấy ạ. Và những cái hoạt động này hoàn toàn là miễn phí và công ty tài trợ cho mình ạ. Bức tranh các anh chị cũng có thể là tham gia những cái buổi party hay là những cái buổi dã ngoại, hoặc là những cái chương trình mà đi thực tế như là bán bảo hiểm ô tô xe máy ở Cát Thay ạ. Rồi ạ. Các anh chị có câu hỏi gì về vị trí này nữa không ạ? Và nếu như mà không có câu hỏi gì nữa thì em xin phép được thông qua cái thông tin lớp học chứng chỉ đào tạo về đại chứng chỉ bảo hiểm trong thời gian tới ạ. Thời gian học thì
sẽ là ngày từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 4 tháng 8 năm 2020. Hình thức học là học online trên hệ thống e-learning. Thời hạn đăng ký là từ 6 tuần này và ngày 30 tháng 7 năm 2021 ạ. Chắc hẳn là các anh chị cũng đang có quan tâm đến cái chế độ chính sách công ty em, thì em hy vọng là trong tương lai thì bọn em có thể là gặp được anh chị nhiều hơn đến tham quan văn phòng Hà Nội 7. Và nếu như có duyên nhiều hơn thì em hy vọng là các anh chị sẽ trở thành những đồng nghiệp của em, làm việc cho công ty và cùng ca thay là đưa đến cho những cho tất cả mọi người những giải pháp tốt nhất về tài chính và bảo hiểm ạ. Xin cảm ơn ạ. Đúng rồi. Anh chị có và bây giờ mọi người coi như ai có câu hỏi gì có thể hỏi bạn Thủy đi ạ. Anh Quynh xem chế độ chính sách em Thủy nói thế có đúng với chế độ của NS không anh? Nhà mình toàn NS, NS Thủy, NS Thanh, NS Quynh. Có mỗi NI Hòa thôi. Vâng, trước tiên thì chúc mừng Thủy hôm nay. Thủy có vài chia sẻ rất là hay. Lần đầu làm mà không phải là làm lại lần thứ hai luôn đúng không ạ? Nói rất là trôi chảy về tất cả các cái chế độ và cũng như là biết cách để tương tác với lại các anh chị cũng như tương tác khán phòng, khi mà mỗi một lần mà hết một phần gì đó mình cũng đều hỏi lại câu hỏi xem là các anh chị có câu hỏi gì không, đúng không ạ? Vậy thì anh có một câu hỏi, bây giờ anh có một câu hỏi dành cho Thủy, đó là mọi người vẫn đang thắc mắc đối với những người mới ấy, rất nhiều người ta không biết rằng là mình vào đây thì mình có cái những cái công cụ nào, hay là có những cái phương pháp nào để có thể khai thác được nguồn khách hàng khi mà vào ca thay, mà trong khi đó người ta cũng không biết là người ta khai thác khách hàng ở đâu. Thì vậy thì ca thay có những lợi thế gì, em có thể chia sẻ không? Dạ vâng ạ, trong bài này thì em không có sâu vào những lợi thế của ca thay. Tuy nhiên thì khi các anh chị đến ca thay thì các anh chị được đào tạo bài bản cho anh xét. Công ty có đó, hệ thống em hóa, rồi thì áp dụng công nghệ 4.0 vào trong việc đào tạo và tư vấn bảo hiểm, nên là anh chị hoàn toàn có thể là tiếp cận được với chương trình học rất là chuyên nghiệp. Và nguồn khách hàng thì các anh chị sẽ được định hướng và khoanh vùng khách hàng khi tham gia các khóa học tại văn phòng Hà Nội 7 ạ. Dạ, cụ thể thì mời các anh chị đến công ty của em để được trải nghiệm tất cả những cái ứng dụng rất là chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí này ạ. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Thủy, và qua phần chia sẻ này thì Hiếu tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều anh chị sẽ đến tham dự cùng với lại chương trình của anh Thủy, và cũng như là tham dự như là phải trở thành đồng nghiệp của ca thay đúng không ạ? Vâng, một tràng pháo tay cho bạn Thủy đi ạ. Vâng ạ.